Bác Sang Đức Việt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc một ngày được về sức khỏe ha và công việc được thuận lợi nha. Thì hôm nay gia chủ ký gửi bên em một miếng đất vuông vức rất là đẹp anh chị ha. Đây là quốc lộ A nè anh chị. Đó, mình đi thẳng trước màn hình mình đó là khoảng 800 mét thôi là sẽ đụng tới cầu Kinh Sáng và chợ Long Định. Ở đó có ngân hàng, trường học, ủy ban đầy đủ hết chị ha. Về đây mình cất cái nhà ở đi chợ rất là gần, con cái đi học rất là tiện nha anh chị. Với ngang diện tích là 31 mét, chiều sâu là 40, lên tổng tích là 1.270 mét vuông. Đặc biệt đất mình có thổ cư là 300 mét vuông nha. Đó mình về cất nhà thoải mái, 300 mét rất là nhiều anh chị ha. Cái hướng đất là nằm ở đây là hướng tây, chị nào mà hợp không thấy có tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị cô chú ha. Vị trí đây là ở ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Để quay gần lại cho chị xem cây cầu Kinh Sáng quốc lộ A luôn. Đây, vậy đó. Đó là cầu Kinh Sáng, không phải qua cầu là tới chợ Long Định anh chị. Rất là gần nha anh chị ha. Từ vị trí quốc lộ A này á thì mình đi hướng về thành phố Mỹ Tho là khoảng là 7 km là tới chị ha. Đi hướng này, cũng tính đường này đi hướng về thành phố Hồ Chí Minh, tính từ bến xe miền Tây á về đây á là 62 km là tới đất mình cần mua rồi nha. Rồi em xin mời chị ha, từ quốc lộ A này mình chạy vô tới đất mình á chỉ có là 200 m là tới thôi. Cái hẻm này còn nhỏ chị ha, hẻm này hẻm xe máy thôi chị nha. Em lấy xe chạy từ từ vô cho anh chị và cô chú mình thông quen đường xá và hàng xóm luôn nha. Đầu đường đây á, vô thì hơi nhỏ chị ha, thì còn vô trong này hơi rộng một xíu. Đó, mình tính đường xe máy chị ha. Chắc tiếc cái đường xe máy, nếu đường ô tô rất là tuyệt vời chị ha, đường xe máy thôi. Nếu anh chị cô chú nào không có xe ô tô thì mua đất này được nha. Nếu có xe ô tô mình mở rộng không có được chị, ở ngoài nó hai bên nó hẹp không có mở rộng được chị ha. À, vô đây thì hơi rộng hơn xíu, khoảng mét rưỡi chị ha, còn ngoài thì khoảng mét mét hai thôi, nhỏ xíu à. Rồi mình đã tới vị trí đất mình anh chị ha, để đậu xe em chỉ kinh giới cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây cũng có nhà ở nè anh chị. Đây. Ở đây là đất mình nằm đường cùng anh chị ha. Đào sát đây dễ hơn. Đây. Cái đường này thì vẫn còn thông nhưng mà tới đất mình nó chạy vô tổng thì vô vườn thôi. Đó, vườn cây trái thôi, không có nhà nên không có làm đổ đan nữa chị ha. Ấy, không có đổ đường đá xanh nữa chị ha. Đây cái cầu tạm thôi. Đây. Mình qua cái cầu này là tới đất rồi. Đây cái mặt trước màn hình mình đây là mặt là 31 mét anh chị ha. Và mặt chiều sâu này là 40 mét đó. Đây thì có một cái kinh nhỏ thôi, cái kinh này là khoảng là 2,5 mét anh chị ha. Đất mình hiện tại thì có vài cây dừa thôi chứ không có gì đặc biệt hết chị ha, nhưng được cái đất mình vuông vức và không có mồ mả, đất bằng phẳng chị ha. Để em ra chỉ cái ganh bên tay phải trước nha. Này chị không, đây thì không có đổ đá xanh nữa, tại đây còn khoảng 3-4 vườn nữa thông qua bên kia luôn, nhưng mà đường ít đi lắm chị. Ở đây cũng vườn anh chị thấy không? Ở đây thì nếu mà cất nhà anh chị thì hơi buồn chị ha, tại vì nằm ở đường cho đường cùng đi, tại vì trong đây là vườn thôi ít đi nên là tính đường cùng đi chứ đường thông nha anh chị. Ở đường nhỏ xíu nè, đang quay gần xa xa cho anh chị xem thấy không? Đó. Qua tới ganh bên tay phải là đây anh chị, quay gần cho anh chị xem. Đây bên tay phải có trụ cao khoảng là 3 tấc cho chị ha, có trụ bê tông. Phía sau thì đã có hàng rào rồi, phía sau mình khỏi làm hàng rào chị ha. Mình làm bên tay phải, bên tay trái. Và trước nếu chị mình xây nhà đó, mình làm cái cổng hàng rào. Đó. Còn nếu không mình kéo hàng rào mình, nếu mà
làm vườn á đó. Đó mình kéo con gào lại chị ha. Rồi để quay lại cái mặt tiền 31 mét một lần nữa cho anh chị xem nè. À, rất là rộng rãi, rất là thông thoáng anh chị ha. Rồi em xin mời anh chị ha, giờ em sẽ đi ra cái ranh cuối cùng luôn, em chỉ ranh giới cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Ở đây thì chủ có xạ cải chị, này là xạ để dùng trong gia đình chị ha, rồi rau muống, rồi ngò rồi chị ha. Đây miếng đất rất là đẹp, có thổ cư là 300 mét vuông nha, cách quốc lộ A chỉ có là 200 mét thôi, cách trường học, chợ, ủy ban ngân hàng chỉ là 800 mét ha. Rất tiếc là cái đường cùng, thứ hai nó là cái đường xe máy thôi chị, chứ ngoài ra không có gì khuyết điểm nào hết anh chị ha. Giá chủ ký gửi giá bán anh chị là 930 triệu anh chị ha, trên tổng diện tích là 1270 mét vuông. Trên đất mình là chủ đã ban bằng phẳng anh chị, trước đây có một nguyên cái vườn dừa luôn đó, nên chủ cũng hạ xuống hết rồi, tại vì dừa cao quá anh chị ha, chỉ có để lại vài cây để uống nước thôi, đây còn vài cây à, nên mấy cái ao hồ thì cũng đắp hết rồi đó, bằng phẳng hết rồi. Đất mình em thấy cao chứ không có thấp nha anh chị. Rồi để em chỉ ranh phía sau cùng luôn nha anh chị và cô chú mình nắm ha. Bất sản Đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất, anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất vườn hay đất mẫu á, thì liên hệ bên em số điện thoại màn hình nha, em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha. Đây cái trụ bê tông anh chị, bên tay phải màn hình chị ha, cao khoảng là 4 tấc nè đó. Đây con gào rồi, mình khỏi làm gào phía sau, con đoạn làm gào thôi, đoạn ở đây chưa anh chị. Hiện tại có mặt đây là ranh giới cuối cùng của đất anh chị ha. Để em quay lên cho anh chị xem cái mặt trước ha. Đây một cái đất em thấy vuông vức rất là đẹp, rất là ăn ý. Rồi đến đây tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này, thì liên hệ bên em xuống thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 930 triệu nha. Giá là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn. Và hiện tại thì đất mình có thổ cư, em xin nhắc lại một lần nữa là có 300 mét vuông thổ cư luôn. Và đã có sổ hồng duyên rồi. Nếu mà anh chị ở xa hay là công việc bận rộn đó, mình thương lượng được cái giá hợp lý, mình ra công chứng luôn, mình khỏi đặt cọc cũng được nha anh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm em like ha, hoặc chia sẻ nha, hoặc nút đăng ký giống hình để tương tác với em, để mấy em có động lực quay những video mới, tìm đất, quà nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều. Rồi, em tạm dừng video ha, rồi xin chào và hẹn lại anh chị ở phần video tiếp theo.